Em Nhung xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc nhé. Phiên tối ngày hôm nay là tối của phiên ngày 31 tháng 10 năm 2023, cũng là phiên ngày cuối tháng á. Và từ giờ đến cuối năm thì em cũng sẽ có những phiên video cứ buổi tối là em sẽ dọn cho mọi người những cái mã hàng hình và em sẽ thanh lý một số những mã hàng mà em nói chung là nó cũng tồn nhiều các bác. Không phải là một lô hàng hoa lan mà bán hết được đâu. Nên nhiều khi các bác cứ bảo là bán lan lãi lắm, lãi vừa. Có những cây nhập về mà bán không kịp nhanh mà mình sơ ý một chút thôi là cây của nó đã kém chất lượng đi, hoặc là nó bị rụng lá hoặc là rớt lá là đã mất giá rồi ạ. Nên là bây giờ cái việc mà hàng hoa lan của nó bị những cái cây nào mà em không có thời gian em chăm ấy, thì những phiên tối là em sẽ dành thời gian để em thanh lý cho các bác nhé. Cây cối mà vào tay những người nào mà chăm tốt hoặc là mình tỉ mẩn ấy thì cây lên sẽ rất là đẹp. Còn ví dụ như nhà em thì buôn bán kinh doanh đôi khi bận rộn ấy, mình đến việc tưới cây đôi khi cũng có những cây mình tưới nó không hết ấy, nó bị khô này, nó cũng bị kém đi một phần nào đó. Nên hôm nay thì tiếp tục vẫn sẽ là những cái mã dọn vườn của phiên ngày hôm qua. Hôm qua em dọn vườn nói chung là cũng gần hết rồi. Tất cả những cái mã ngày hôm qua gần như là hết, các bác đặt hết kể. Tại vì những cái mã chầm nó quá rẻ các bác, chầm rồng đỏ ấy, toàn những cây 150 mà bán có mấy chục nghìn ấy. Thì đây mọi người ơi, mọi người hôm nay ủng hộ em Nhung tiếp thêm một số lô nhá. Tối hôm nay cũng lại phiên đánh mã và em đánh mã thêm từ những ngày hôm qua. Đây là phiên ngày hôm qua chỉ còn duy nhất một cái giò này, chính là cái giò phi điệp cánh viền này. Cái cánh viền này lúc mới về em còn bán 180 một giò cơ, mà em đang thanh lý có nửa giá bởi vì tầm này nó đang xuống lá các bạn. Một vài có dính một cái đầu ngọn kia nó bị gãy thôi, còn đâu là đây nó xuống lá nó thắt ngọn hết rồi. Mà chậu nó nhiều thân lắm nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân với cả mầm gốc này. Em bán có 90.000 thôi. Cái phi điệp cánh viền hoa nở Tết và hoa nó thơm lắm, thơm, cực kỳ thơm. Và cái phiên ngày hôm nay thì em đánh mã từ mã M22 nhá. Mã M22 các phiên ngày hôm nay này. M22 là một cái giò chầm rồng đỏ. Đây là những cái chầm rồng đỏ này hôm trước toàn 150, 130 này. Ví dụ như cái giò này cây nó chẳng có bị làm sao đâu, 3 thân nó còn dài miên man, chưa thắt ngọn nhá. Hàng này nhà em để kiểu như là nó ít nắng ấy, là cây nó cứ đua ngọn thôi, mà nó chưa thắt ngọn, thân dài đến móc rồi. 90.000 trầm rồng đỏ nhá, cây không lỗi đâu. 90.000 bán để cho mọi người về chăm. Đấy, cái hàng này là hàng em bán 150 đấy. Cả nhà nhìn này, cái lô mà em bán mà có cái loại mà có thân già ở gốc này. Đấy, cái lô hôm mới về là 150 đấy. Hôm nay còn ít em xả nốt, cây nào lỗi em nói lỗi. M23 cũng là giò trầm rồng đỏ. Đây, cái giò này nhiều thân lắm. Đây, đáng nghĩa là cây trầm rồng đỏ mà nó vươn dài dài ra thì mình lấy que mình cố định thì nó thẳng tưng không? Xong là mình để mình thì mình lại không cố định bằng que nên thân nó cứ cong cong như thế này này, cả nhà nhìn này. Đấy, nhiều thân này em bán 60.000 thôi nhá. Bán giống thôi các bạn. Bán giống các bác mua trầm đâu 60.000. M24 cũng là giò trầm rồng đỏ này. Giò này cũng rất là nhiều thân này, nhiều mầm thân kỳ đó. Đấy, cái này các bác cố định thẳng đứng thì cây nó lại theo dáng thẳng đứng. Trầm rồng đỏ bình thường phải thẳng đứng ấy. Căn bản là cứ treo ở vườn xong cứ tưới thôi, nó dài ra thì mình vẫn không cố định. Nên thành ra nó cứ cong như này này. Đấy, 70.000. Quá rẻ, M24. Những cái mã này gần như là chắc là một lên một lúc là các bác chốt hết. Em nhiều hàng quá các bạn, nên là những cái hàng này bây giờ không có chỗ để, nên em mới thanh lý với giá này. Chứ mình mà chăm tốt hoặc là mình cứ chăm thì nó vẫn không có vấn đề gì đâu. M25, đây như cây này này, nó nặng quá, nó đến cái chỗ này nó thành nó bị gập này. Đấy, này ngọn vẫn đi nhưng mà nó nặng này. Đấy, nên lý do tại sao là không có thời gian chăm là nó hay bị kém đi, lại bán lỗ này. M25 nhiều thân cho 50.000 này. 50.000 M25. M26 trầm rồng đỏ, đây chỗ này 4 thân luôn. Đẹp chưa? Dài đẹp chưa? Chỗ này về các bác cố định que lên cho em nhá. 4 thân dài đẹp bán 100.000. 100.000, 4 thân. M26. M27 ạ. Trầm rồng đỏ, giò này bán 70 nhưng mà đây này em vừa phát hiện có cái thân này nó bị gập, nó nặng quá ấy, về đáng nhẽ phải buộc lên này này, nên nó bị gập mất cái gốc đấy. Nên em bán giò này 50.000 thôi. Giò này đáng nhẽ 70.000 tiêm sửa giá nhá. Giò này bán 50.000 M27 nhá. Nếu không gặp thân thì cũng tính được 70.000 đấy. M28, đây là giò cánh viền tiếp này. Nhà còn bao nhiêu giò cánh viền xả nốt cho các bác giá rẻ, toàn hàng 180 hôm nay xả giò này 100. Giò này nhiều thân hơn giò kia mà mầm gốc cũng nhiều hơn. Đây dính một cái ngọn này bị gãy ngọn này. Dính hai thân bị gãy ngọn ở đâu? 2 4 6 8 10. Ui, giò này tận 10 thân cơ. Kể cả gãy ngọn cắt đi thì các bác cũng không để ý đâu. Giò này để 100.000.
cánh viền, hoa thơm lắm. Nói chung là loại này hoa thơm. Tết hơi bị chuộng luôn. M29 em lên cho mọi người. Đây là cái giò hoàng thảo vôi nhá. Vôi này vôi toàn 170 thôi. Còn một giò này này, hôm nay dọn vườn ra còn 1-2 giò thì em cứ mỗi hôm em thấy còn cái giò nào lẻ lẻ này em sẽ sang mang ra em thanh lý nốt cho các bác. Đấy, bác nào lấy được cái giò này có 130.000 nhiều thân tơ cho 130, quá rẻ đúng không? Mua hàng vôi, hàng kg làm gì có giá đấy. Tiếp theo M30 là một giò 5 cánh trắng. À quên, giò này giò giả hạc hoa hồng đỏ nhá. Cái hoa hồng đỏ hoa rất là thơm. Hàng này là hàng em bán 220. Đây, còn cái giò này nhiều thân này, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thân mà thân rất là dài đẹp. Em bán 180. Hoa hồng đỏ giả, hoa hồng đỏ nhá, hoa tím đậm. M31 là một giò trầm trắng, 1 thân, 2 thân, 3, 4, 5 thân. Trầm trắng bây giờ đang giai đoạn thắt ngọn xuống lá để cho hoa màu trắng tinh, 130.000. M32 em lên cho mọi người một giò da da mini, hoa tím đậm nhá mọi người nhá, hoa tím lịm luôn. Da da giò này rất là nhiều thân, em bán 150. Rễ đang lên tua tủa này. Da da hoa tím nhá, tím đậm luôn đấy, một cái màu tím. Cái này để ra ngoài nắng nhìn nó đẹp lắm. Cái này là quay trong bóng tối ấy. Cái này ra nắng đẹp cực kỳ luôn. M bao nhiêu rồi nhỉ? 32. Đây M33 em lên cho mọi người một giò này là giò hoàng thảo long nhãn nhá. Cái thân long nhãn dài nhất, nó cao bằng đầu em, mà em cao 1m60. Đây gần đầu. Chứ cái này nó phải rơi tầm 1m50, 1m60 rồi. Riêng cái thân long nhãn này có một thân dài nhất. Còn những cái thân này nó cũng phải rơi tầm 1m rồi. Cái long nhãn này, long nhãn hàng thuần. Hàng này em bán 230 á. Nhưng mà căn bản thú thật mọi người, đóng gói như bọn em cũng đã rất là ngại. Bởi vì tìm được cái thùng mà nó to dài như thế này rất là khó. Mà thứ hai cước đi các bác là sẽ bị cao. Nên là cái lô long nhãn này em chấp nhận là em sẽ bán theo như giá là giá xả 170.000. Giá này là giá em bán theo giá xả nhập đấy. Bởi vì mọi người biết không, còn bù cả vào tiền đóng gói các thứ ấy, rồi là băng dính ở nhân công ấy, phải bán 230 mới có công. Nhưng mà cái hàng này là do nó cao quá mà bán bán ế. Thôi thật là bán ế. Mấy khách miền Nam thì cũng đặt rồi, nhưng mà hôm trước, đợt trước thì em không có gửi đấy, ngại tiền cước. Nên hôm nay em có nghĩ ra một cái cách là em sẽ giảm trực tiếp cho mọi người bằng cái giá em nhập, để cho mọi người mua được cái hàng này. Em đẩy cái hàng này đi, lần sau em không lấy cái hàng cây cao đâu. Em bán cửa hàng bán cây này thì khách rất là thích. Khách đến chỉ xách về chơi thôi. Mà cái bông của nó là màu vàng. Cái bông hoa của nó là cái bông hoa màu vàng. Cái mắt nhung đen rất là đẹp luôn. Em thấy hoa nó chẳng khác gì sơn thủy tiên đột biến luôn. Nhưng mà giá lại rất là rẻ. Cái long nhãn này sai hoa 170.000 nhá cả nhà nhá. Tìm được cái thùng đóng được cái này cũng khủng khiếp đấy. Giá này coi như là em vừa trợ cước cho các bác rồi. M34 em lên cho mọi người một giò thanh đạm Indo. Em cũng đang hong đấy, đang hong mấy giò thanh đạm Indo. Bởi vì cái thanh đạm đợt này em lấy phải nói là nó quá tuyệt vời luôn cả nhà này. Mấy khi mà lấy được cái lô thanh đạm mà thân củ giả hành nó to, nó mập này, mà nụ nó đâm lên tua tủa này chưa cả nhà nhìn chưa. Giả hành nó đẹp lắm các bạn ạ. Nó đẹp, nó to lắm. Đây, giò này phải trên chục nụ là ít nhá các bác nhá. Mười mấy cái nụ ấy ạ. Này nụ thanh đạm nó còn phát triển, nó còn dài ra. Mà cái này là hàng bụi khủng luôn các bác nhá. Hàng khủng luôn này. Ôi dồi ôi, cái bụi thanh đạm này nó là nó quá là tuyệt vời, nó quá là dã man. Góc độ từ trên xuống dưới này, lá thì xanh gì. Những cái cây thanh đạm khỏe nhá, lá nó rất là đẹp. Còn những cái cây thanh đạm mà nó ví dụ nó yếu ớt đi một tí ấy, là lá của nó rất là hay bị vàng lá và nó bị rụng lá nhiều. Cây này á, đến một thời điểm thanh đạm nó già thì nó cũng bị rụng thôi, nhưng mà nó rất là ít. Còn đâu đa phần là cái lá xanh của nó nhiều á. Cái chậu thanh đạm nhiều nụ đẹp như thế này, mã M34 này em để 420.000 nhá. Các bác mua hồi xưa mua cái chậu thanh đạm cốc cốc bé xíu này đã 150 rồi. Chậu này gấp 5 lần cái chậu đấy. Chậu này phải gấp 5 đến 6 lần cái loại mà các bác mua cái hàng cốc nhỏ đấy. Đấy, hàng khủng này, phải nói là hàng khủng ấy, đẹp lắm. Mua cái này mà về tặng biếu thì tuyệt vời. M35 em lên cho các bác là một giò phi điệp tím. Hôm qua dọn mấy mã phi điệp tím hết rồi, hôm nay còn hai vài mã này mang ra xả nốt này. Đây cái giò này, đây các bác nhìn này, cái mắc cũ vẫn còn nguyên ở đây này. Cái loại này là loại bán 180 đấy. Thế là để ngoài vườn đến bây giờ nó lên ki ầm ầm luôn. Ki nó mọc ầm ầm lên. Về cái này các bác phải cắt cho em những cái thân này ra ki này. Còn cái mầm gốc này thì có thể trồng sang chậu to để cho nó phát triển dài ra. Cây này thân nó dài, đây là dòng hòa bình nhá. Cái giò này em để 100.000 thôi. Đau đùng. Bán chẳng. Bán gọi là bán xả, bán thanh lý.
M36 một giò phi điệp tiếp. Phi điệp cái này thì không nhớ là vùng biển nào đâu, nhưng ngày xưa cũng gọi là trồng toàn những cái mặt hoa đẹp với để lại. 60.000. Đây. 60.000 một giò phi điệp. M37 cái này thì thân tía đấy. Tía là tía tím hơn là tím. 60.000 nhá. Còn lại 60.000. Phi điệp tím. M38 đây ạ. 38 có 4 giò này là 4 giò 5 cánh trắng họng tím nhá. Hoa rất là thơm luôn. Đấy có một cái bông này nó đang bói này. Kẻ mà bói vài hôm nữa mà nở hoa thì em có thể cho mọi người xem mặt hoa nụ xanh lét. Đây là 5 cánh trắng họng tím nụ xanh lét. Đấy, nhưng mỗi tội là chưa chắc là để đến hôm nở hoa nó còn ở cửa hàng nha em, bởi vì hôm qua đã dọn 2 mã 5 cánh trắng họng tím thì đã khách là lấy hết đi rồi ấy. Hôm nay còn mấy mã này em dọn nốt là hết hàng. Hàng lại là cái hàng mà hồi đầu bán 180, hôm nay em xả này. Mã 38 này mà hồi đấy về nhá, nó chỉ có cái thân này thôi này cả nhà ơi, nó chưa lên mầm này đâu, chưa lên mầm gốc đâu. Em để ở vườn xong là nuôi dài dài, bây giờ nó lên mầm đẹp như thế này ấy, nó còn sum suê ấy. Sum suê nghĩa bán phải cao hơn nhưng lại bán rẻ hơn. Đấy. Mấy khi có cái cơ hội mua được cái giá rẻ đấy nhá. M38 này em bán 120.000, đây là 5 cánh trắng họng tím nhá. Đây có những có thân này nó lên ki trên thân này. Còn những thân kia mầm đẹp lắm, nói chung là đẹp. M39 đò 5 cái trắng họng tím này to hơn này. Có 130.000. Nhưng các bác cứ hình dung là cái hôm em lấy ấy, nó chỉ có những cái thân này thôi, thân đanh đanh này này, chứ nó chưa có những cái mầm gốc này đâu. Nuôi cấy, nuôi trồng thời gian rồi nó lên đẹp như thế này, bây giờ lại mang ra xuất ấy. M39 130 này. M40 là một chậu 5 cái trắng họng tím tiếp này. Còn này 100 này. Mầm lên đẹp chưa? 100.000. M41 5 cái trắng họng tím giò này thì 120.000. Cái này về có nụ bói rồi, về các bác chơi hoa luôn này. Hay chưa? Mấy cái nụ bói liền luôn. Nụ bói này, đấy. Hay nhỉ? Vài bữa được ngắm hoa, nụ xanh lét 120.000. Cái này cũng giống như họng hồng ngày xưa bán theo thân mà đắt đắt tiền mà. Giờ thì nó rẻ rồi. M42 lên cho mọi người một lô, à một chậu Dendro trắng, 5 cái trắng quốc dân. Hoa rất là thơm mà lần này bụi nó to. Nếu như bụi hôm trước của em thân nó chỉ ngắn như thế này thôi, mà đợt này bụi này nó cao to chưa. Nói chung là cái hàng này mấy khi về cái bụi khủng ấy đâu, to lắm. 140.000. Lần này bụi to, đẹp. Dòng này thì hoa thơm mà sai hoa lắm ạ. M42. Qua mã M43. Mã này 180.000. Em lên cho mọi người một cây này là cây pen soda xưa. Đây, giá cũ là 200 nhé. Hôm nay em sale cho mọi người. Cái pen này nhá, em bán cái loại 60.000 nó chỉ cao bằng một gang tay, tức là 6 cây 60.000 nó chỉ bằng một cái thân này thôi này. Đấy, cây này là cây có thể làm tác phẩm rồi, nó phát triển lên thân này. Mà cái chậu này thân nó còn cao đến tận như thế này. Mầm gốc đang lên này. Chậu này mọi người về cho em sang một cái chậu to hơn. Chậu gỗ đi, hoặc là chậu nhựa nan ấy, nhìn nó đẹp hơn nhiều. Cái này chơi Tết được, kích hoa Tết được. Các bác nhìn hộ em những cái mắt nụ của pen soda cái chậu này. Này, mắt này. Nó mới lên hoa ở ngọn thôi nhá. Còn những cái nách này chưa lên hoa tí nào luôn. Mà cái thân này nó dài 1 gang 2 4, 4 gang rưỡi của em đấy ạ. Cái thân này dài 4 gang rưỡi. Em để chậu này 180.000 thôi. To dài. Riêng cái thân này nó phải rơi tầm gần chục mắt nụ ấy. M44 là một giò chuỗi ngọc thuần. Cái chuỗi ngọc này là thuần theo kiểu là trồng bằng chậu nan nhựa này. Cái mắt ngọc rất là sáng này. Thân dài, chuỗi ngọc và thuần được cái thân dài này là hiếm lắm. Bình thường thân chuỗi ngọc chỉ ngắn ngắn bằng cái thân này thôi. Mà mắt ngọc rất là đẹp, 190.000. M45 em lên cho mọi người một phi điệp hoa chớp, đó chính là cây chớp Mỹ. Hai thân siêu dài luôn, thế uốn cong. Thắt ngọn hết rồi, đang chuẩn bị giai đoạn xuống lá, 80.000. Mã 45 này, thân nó mập lắm, hai cây chớp Mỹ này dài lắm, 80.000 thôi. M46, đây là lên cho mọi người chầm đồng đỏ. Đây là chầm đồng đỏ, nếu mà đủ nắng nhá, đủ nắng, đủ gió này, đủ phân thuốc này, là nó sẽ thắt ngọn và nó mập như này này. Nếu mà thiếu nắng là nó cứ vẫn đi ngọn đấy, tầm này nó phải thắt ngọn rồi. Nên là những cái giò kia là em đang xả cho mọi người giá cực kỳ là rẻ đấy. Chậu này em bán 160.000. Chậu chầm đồng đỏ này là mã M46, 160.000. Giò này thân, 5 thân dài đều nhau. Bác nào mà lấy được cái chậu này quá tuyệt vời, về cho em sang một cái chậu to. Hàng này chơi hoa Tết quá là đỉnh luôn.
160.000, thân dài lắm nhá. Em quay góc độ từ dưới lên ấy. 2 4 gang đến 4 gang rưỡi của em. Thấp nhất là 4 gang tay. Đấy, M46 này 160.000. M47 một giò giả Pháp và nó là quá là nhiều thân, giò này 30 thân là ít nhá. 30 thân là ít đấy ạ. Giò giả Pháp này quá là đỉnh luôn. Năm nay ít cái giò giả Pháp, năm ngoái em bán cái này nhiều lắm. Có một cái giò này ở vườn em bán 200. M47. M48 lên cho mọi người một cái phi điệp. Đây, phi điệp Hòa Bình đây, còn một cái chậu này đây. Nó bị lỗi cái ngọn. Đây mầm gốc này vẫn ok. Đấy giò này bán 40.000. Rồi, bán vừa cho 40.000. M49. Trầm cổ ạ. Giò trầm cổ này xem bao nhiêu thân này? 2 3 4 5 6 7. 7 8 thân đấy ạ. Dài đẹp 150.000 thôi. Trầm cổ. Trầm cổ nhá mọi người nhá. M49 150.000 đang đi ngọn. M50 là một giò này, là giò. Giò này cái giò kiều vuông lộc bắc, toàn bộ thân tơ rất là nhiều luôn. Đẹp. Giò này hoa của nó tuyệt vời, 170.000. M51, em lên cho mọi người một giò này sơn thủy tiên nhá. Giò sơn thủy tiên này là hàng chậu ghép nan nhựa. Hàng này là hàng cái lô mà em bán năm 250 một chậu đồng giá. Sau đó thì đây chắc là còn cái chậu cuối cùng đấy ạ. Chậu cuối cùng. Cái chậu này thì nó lên cái mầm gốc này thì nó bị một cái là nó bị cháy. Đây. Không phải thối đâu, nó bị ấn thối thì nó đã ấn được cái này cứng đơ luôn, tức là nó đã khô cái vết rồi nhá, vết cháy rồi nhá. Còn cái mắt nụ của nó rất là đanh, rất là khỏe, cây này vẫn cho hoa bình thường. Và đây, đẻ chi chít các con luôn. Đấy, chậu này em giảm giá cho mọi người cái chậu này 190.000. Em muốn thực ra là cắt cái thân này đi thì nó rất là sum suê thì bán vẫn ok thôi, nhưng mà cắt đi thì nó phí ấy các bác. Cây thì nó vẫn ra hoa ấy. Nó gọi là nó cháy nắng một tí thôi, nó vẫn ra hoa bình thường. Em bán 190.000 nhá. M52, một giò sơn thủy tiên. Nói chung là sơn thủy tiên thì hoa nó thơm, mà cái hàng thuần sẵn này rẻ mà, 170.000. Chậu này thân đanh nhiều này, 170.000. Đây chậu này chỉ là chậu nhựa đen thôi, còn chậu này chậu nan. M53 là một chậu sơn thủy tiên 140, nhiều thân tơ lắm, 140.000. Đẹp rẻ, nói chung là còn mã nào em xả nốt. Mấy cái hàng này toàn 200.000 một chậu luôn. M54 nhá. 54 em ghép cho mọi người ba con nhạn, lá cũng mít mít đẹp đẹp này. Hàng này này, một con thì là giá tại cũ 80 này, con này giá 80 này, con này giá 70, cộng vào nó rơi tầm 250. Nhưng để cho mọi người combo 3 con hoàng nhạn tháng 4 này với giá là 200.000 ba con. Này, lỗi nhẹ lá thôi. Lá đẹp nhá. Lỗi một xíu lá, nó bị cháy một tí lá đây này. Con này lá mít đẹp không có lỗi gì này. Và tiếp theo con này, nó chỉ lá gốc nó bị vàng này. Nói chung là hàng rừng ghép thì không tránh được đâu các bạn. Lá ba con này đẹp lắm, có 200.000. M này là M54. Đấy. Đây là những cái mã hàng trong phiên tối hôm nay thì em sẽ đánh theo mã, còn ngày mai em sẽ quay cho mọi người một video về dendro nhá. Dendro và có cả chớp bịp, mai em sẽ đánh mã chớp bịp. Và ngoài ra thì em có cả hoàng thảo kèn. Hoàng thảo kèn thì em đang bán có 80.000 một chậu. Nhiều thân, 4 5 thân, 80.000 một chậu kèn chuẩn hoa. Và nhiều mặt hàng khác nữa nhá. Các bác cứ xem bọn em và nhớ đăng ký cái kênh của nhà em ạ. Nhà em lên hàng liên tục luôn. Đấy, cứ mặt hàng nào về là em sẽ lên liên tục. Và em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ em. Xin chào tất cả các bác.